chào mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của em Mai. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một dàn siêu phẩm của dòng xe Taiga quốc dân. Đó là dòng xe Vision nha cả nhà. Em sẽ điểm cho mọi người xem một số màu sắc trước và em sẽ đi từng màu, cập nhật từng màu để cho mọi người cùng ngắm kỹ hơn nha. Và hiện tại thì em giới thiệu luôn là cửa hàng em nằm ở địa chỉ khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương, gần khu du lịch Đại Nam. Mọi người muốn biết có vị trí thì nhắn qua Zalo cho em để em hỗ trợ cập nhật, em gửi vị trí cho mọi người, mình đi tới cửa hàng cho dễ hơn nha. Và cái dòng xe Vision này đã không quá xa lạ với mọi người rồi, nam nữ gì chạy cũng được cả, tùy theo cái màu sắc mà mọi người lựa chọn thôi. Đây, em sẽ cập nhật cho mọi người nha. Đầu tiên thì em sẽ là màu xám xi măng. Đây là xám xi măng màu sơn 3D bên em sơn lên nha cả nhà, không phải là cái phiên bản thể thao, phiên bản màu thể thao màu xám thì nó sẽ khác nữa đó. Tất cả những màu sơn hôm nay em sẽ quay cho mọi người là những màu sơn 3D. Thì màu sơn 3D lên từ phiên bản cao cấp có khóa thông minh luôn, là em có giá cho mọi người 34.500.000. Và tất cả mọi người xem video mình đặt lịch trước cho em, em hỗ trợ cho mọi người thêm 2 triệu nữa, giảm cho mọi người 2 triệu nữa, chỉ còn lại là 32.500.000 thôi. Hoặc là mình không muốn lấy khóa thông minh, mình muốn lấy khóa thường thôi á, thì giảm thêm cho em 1 triệu nữa nha, nó rẻ hơn 1 triệu ha cả nhà. Rồi, tiếp đến thì em sẽ có cho mọi người màu trắng xanh nè. Trắng xanh, trắng phối xanh, những cái gam màu mà phối màu á, hiện tại thì rất là hot hit luôn á. Đó. Tiếp đến nữa thì em sẽ có cho mọi người là màu trắng đen. Đối với trắng đen lên từ phiên bản cao cấp thì quá thông minh luôn. Em có giá cho mọi người là 34 triệu thôi nha cả nhà. Giảm 2 là còn 32 nha. Đối với những cái dòng xe Vision này nè, mọi người mua góp mình không cần trả trước cũng được. Hoặc là mình có tài chính bao nhiêu mình cứ trả trước bấy nhiêu dùm em nha. Muốn lấy cài vật gốc thì trả trước tầm khoảng 7 triệu, 8 triệu trở lên làm em hỗ trợ cho mọi người nha cả nhà. Tiếp đến nữa sẽ có cho mọi người là màu hồng, trắng hồng. Trắng hồng này, màu đỏ đen nè. Đỏ đen đó, màu đỏ đen thì thời gian gần đây mới đây 2-3 ngày thôi, màu này rất là hot trên TikTok luôn đó cả nhà đó. Rồi tiếp đến nữa thì em sẽ gọi cho mọi người là màu trắng xanh, xanh là xanh dương. Thì cái đèn á mọi người, ở đây em đang có lộ cho mọi người là đèn led Audi với lại đèn bi cầu, nhưng mà em chưa có gắn bình á, nên là em cũng không có mở lên quay cho mọi người được. Mọi người muốn xem video về màu sắc đèn thì mình nhắn qua che Zalo cho em đi, em hỗ trợ gửi cái video cho mọi người để mọi người tham khảo ha. Nếu mà mình muốn gắn thì mình tính thêm chi phí giúp em nha cả nhà. Giá em báo chưa bao gồm đèn nha. Rồi tiếp đến có cho mọi người màu hồng đen này. Rồi đây nữa thì có màu xanh đen. Những cái màu này là đều màu là màu sơn 3D, và tất cả màu sơn 3D khi mà mọi người mua xe á, em sẽ hỗ trợ cho mọi người bảo hành 1 năm nha cả nhà, bảo hành 1 năm. Rồi em có màu xanh đen nữa này, màu xanh đen rất là đẹp này. Tiếp đến nữa là có màu trắng hồng nữa. Trắng hồng bên này thì đậm hơn so với màu hồng bên hồi nãy ha cả nhà. Nó sẽ có một cái độ màu sắc khác nhau. Ở đây thì sẽ có màu xanh bạc đen cho mọi người nha, xanh bạc đen này. Tiếp tục là trắng xanh, và tiếp tục ở đây thì sẽ có là màu xanh xi măng. Đó. Tất cả những cái gam màu này giảm luôn 32 triệu rưỡi bản cao cấp, và mua góp không cần trả trước cũng được. Mọi người mua góp thì mang dùm em là căn cước công dân gốc thôi, là mình đã có thể lên hồ sơ góp rồi. Rất là nhiều khách hàng mua đậu hồ sơ thành công, mình mang xe về già rồi đó cả nhà. Duyệt hồ sơ rất là nhanh chóng thôi, tầm khoảng 5 phút, 15 phút hoặc là 30 phút là đậu hồ sơ mình lấy xe về rồi, nhà trong ngày rồi. Đó. Thì anh chị em mình đang có dự định mua những cái màu sắc sơn 3D như này mà ở chỗ mọi người lại không có, thì mình cứ nhắn qua cho em sẽ hỗ trợ ship xe về cho mọi người luôn, với hình thức là mọi người mua trả thẳng và yêu cầu mọi người là phải đây đồng ý đặt cọc ha. Đồng ý đặt cọc thì mình hãy cứ nhắn qua cho em để em hỗ trợ tư vấn cho mọi người thêm ha. Và những cái anh chị em mình á, sắp tới đây có dự định mua xe, hoặc là mình cũng chưa có được dự định mua xe chẳng hạn, mình biết anh chị em nào, bạn bè người thân nào của mình chuẩn bị mua xe á, thì mình cứ giới thiệu qua cho em để em hỗ trợ là gửi tiền cà phê cho mọi người từ 500 đến 1 triệu nha. Đó, từ 500 đến 1 triệu số tiền đó cũng không quá lớn, nhưng mà mình đi tới cửa hàng mình không có mua xe mà mình cũng được mang tiền về, cũng rất là vui ha cả nhà. Đó, nếu mà mọi người có nhu cầu thì xem thêm nhiều màu sắc cũng như là nhiều mẫu xe tại cửa hàng em hơn, thì mọi người nhắn qua cho em để em hỗ trợ gửi thêm màu và cũng như là gửi vị trí này kia, tư vấn cho mọi người thật là kỹ để mọi người tới cửa hàng mình rinh xe về nha cả nhà. Và nếu như mà cả nhà đang dự định mua những cái dòng xe không cần trả trước thì mọi người cũng có thể tới cửa hàng em. Em có một số dòng xe khác nữa, nó sẽ có bao gồm có cả Vario luôn ha, có Vario này, có Sirius, có Wenfa hoặc là Future cũng được, Jupiter Fin gì đó cũng được. Mọi người cần tư vấn thêm thì nhắn qua cho em để biết thêm chi tiết nha. Hẹn gặp lại mọi người ở clip sau nha. Bye bye.